Rồi chào mọi người nha à, Gửi mọi người một số cái uh, chia sẻ sau cái ngày 24 tháng 10 khá là khó chịu ha Rồi đầu tiên là trên khung tháng mình, mình đã chia sẻ với anh chị em ha, mình cũng không nói lại có nghĩa là uh, Vernie uh, bước vào một cái, đây là năm uh, chu kỳ 2 uh, năm tăng À, Chu kỳ tăng 2 năm thì đã qua được cái năm thứ nhất và sau khi mà tăng 1, 2, 3, 4, 5, 5 tháng thì bước vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tháng tích lũy ha à, Và quá trình khi mà, mà chi mà Vernie vận động trên tất cả những đường MA tháng thì anh chị em cũng thấy là những lần mà nó test về MA 10 tháng nè à, Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đều để lấy lực bật lên sau đó ha Và đây là chúng ta gần như chúng ta sẽ có một lần test về MA 10 tháng lần thứ tư và ngày 10, 10 tháng hiện tại đang là 1249.8 thì như vậy à cái điểm tiếp theo là hoàn toàn có thể có được trong cái chụp nhúng về này nó chính là 1250 cộng trừ ha, 1250 cộng trừ à nhúng về MA 10 tháng, đúng không? Rồi, à như vậy à anh chị em cũng thấy là khi mà chúng ta đã view với cái việc là VNi đang bước vào uh, chu kỳ tăng 2 năm và chúng ta đã bước vào năm thứ hai của chu kỳ tăng thì chúng ta đã có 8 tháng tích lũy thì như vậy các hành động anh chị em nhìn ở dưới vol anh chị em cũng thấy rất rõ ha. càng về sau thì vol càng càng giảm ha càng giảm thì đây không phải là hành động của quá trình phân phối tiền lớn trao cổ phiếu qua tiền nhỏ mà là gì đây là quá trình rũ bỏ đúng chưa và rủ bỏ để đi lên thì quan điểm của mình vẫn không không có gì thay đổi hết. À, mình cũng đã chia sẻ với anh chị em rất là nhiều rồi ha. Có nghĩa là anh chị em cũng thấy là margin của toàn thị trường đang ở mức rất là cao và chắc chắn là tiền nhỏ không có dùng margin trong đoạn này ha. Có nghĩa là gì? Tiền lớn đang đang dùng margin và à, kèm với những cái hành động ép bán thì chúng ta cũng thấy là gì? À, tiền lớn cũng đang chịu áp lực về việc cầm cổ và cũng như là margin rất là lớn đúng không? Tuy nhiên à để mà đi lên thì cần có quá trình rủ bỏ như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi có nghĩa là rủ bỏ ở đây không không phải chỉ tạo ra một cái tâm lý chán nản cho bằng toàn bộ thị trường mà phải đảm bảo là phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ là cầm tiền ha, bán lỗ cầm tiền để làm gì khi mà mà thị trường kéo lên á, thì sẽ không dám vào bị vì, vì vì là vừa mới mới bị ép bán xong và không dám vào và khi mà vào thì lúc đó là là quá trình kéo phô mô với cái với với cái cái sự chuẩn bị đó thì nếu anh chị em nào á, mà có sự chuẩn bị kỹ về cái cách chu kỳ và và với cái lập luận như vậy thì anh chị em sẽ thấy được là gì chúng ta đang chờ một quá trình rũ bỏ ha, quá trình rũ bỏ để đi lên thì như vậy thị trường thà thị trường đạp nhanh như vậy rũ bỏ nhanh như vậy thì đi lên càng càng tốt hơn đúng không? thì anh em cũng anh chị em cũng thấy hôm qua hôm nay là hai ngày mà à, về cái à, quá trình giao dịch thì rõ ràng là gì à, cá nhân là, là là cái nguồn bán bị bán mạnh nhất, ok đó là đó là khung tháng đúng không rồi Chúng ta quay trở lại khung tuần của Vani ha khung tuần của Vani thì hiện tại á là Vani đang bị mất MA10 và MA20 nhưng với thanh khoản thấp thì ngày mai là một ngày mà chúng ta sẽ xem để coi kết tuần như thế nào nhưng mình cũng chia sẻ rất nhiều lần rồi cứ những lần mà bị mất MA20 mà thanh khoản thấp thì anh chị em cứ theo dõi thêm một lần tiếp theo đây anh chị em thấy rất rõ cái tuần này đúng không đây cái tuần này mình để ngay giữa màn hình nè à, mất MA20 thanh khoản rất là thấp và ngay tuần sau đó là lấy lại hết Ok, do đó chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ có một cái tuần mất MA20, ok có thể là đồ giảm điểm mạnh nhưng thanh khoản thấp thì cứ theo dõi thêm à, một tuần nữa tiếp theo không vấn đề gì cả ha. Rồi. Bây giờ chúng ta xem à, cái diễn biến của của thị trường hôm nay ha. Rồi như anh chị em cũng biết là chúng ta quan tâm là à, vì đầu tiên là là xin lỗi à, chúng ta quan tâm đầu tiên là VN100 ha. Trong VN100 cái nhóm giảm điểm mạnh nhất đó là gì? Đó là STB, đó là Vinhome, đó là MSB, đó là TP Bank, ok Như vậy, bốn à, mã giảm mạnh nhất ở đây á, là chung vậy đều nằm trong VN30 à, ngoài, ngoài, của, ngoài ngoài câu chuyện của Vinhome, đúng không? Thì chúng ta có ba à, cái mã băng STB Khi mà ai cũng nói là STB là mã băng mạnh nhất của thị trường Thì hôm nay STB gần như là giảm à, gần sàn à, Giảm gần sàn, anh chị em thêm Trên khung tuần thì sao? Trên khung tuần thì vẫn rất bình thường STB vẫn rất bình thường, anh chị em thấy không? À, STB vẫn rất bình thường trên khung tuần Khi vận động trên tất cả những đường MA Vẫn còn đang rất xa MA 10 tuần Thì quá trình mà nó nhúng về MA 10, 10 tuần Đối với mình là bình thường, không có gì là đặc biệt cả Đúng không? Rồi, MSB Rồi, MSB hôm nay thì như thế nào? Anh chị em thấy à, Trên khung tuần cũng tương tự đây, cổ phiếu kênh trên bình thường hết Như trên khung ngày chúng ta thấy là MSB hôm nay à, Bị giảm rất là mạnh Nhưng mà vôn cũng bình thường, vôn không quá lớn Đúng không? Rồi, à, tiếp tục à, tiền phong băng tiền phong băng hôm nay à, trên khung ngày thì anh chị em cũng thấy là gì tiền phong băng giảm rất là mạnh nhưng vốn rất là thấp ha vốn rất là thấp thì à, như vậy đối với mình đó, là cái đoạn này thực tế là mà nó anh chị em nhìn ở trên này anh chị em cũng thấy hôm nay vn30 giảm 1,49% phần trăm trong khi à, nhóm biết cáp chỉ giảm 0,94% phần trăm thì như vậy hôm nay gần như là một quá trình đạp tiếp VN30 để cho gần như là là nhóm nào cũng bị đạp hết có một cái sự thông suốt từ trên xuống dưới thôi và khi mà VN30 bị đạp thì nó sẽ kích hoạt thêm cái sự hoảng loạn và anh chị em cũng thấy à, những cái nhóm khác như là gì à, HCM cũng cũng tiếp tục là VCI nè rồi Vĩnh Hoàng nè SSC nè đúng không là cũng có quá trình bị đạp và do cái hiệu ứng từ từ nhóm băng thì uh, rất nhiều những mã uh, thậm chí ví dụ như anh chị em thấy FTS cũng bị nè FTS cũng sẽ bị hiệu ứng uh, tương tự như vậy nhưng mà khi mà nhìn về hành động về khối lượng một lần nữa anh chị em cũng thấy FTS bị đạp với với thanh khoản rất thấp ha với thanh khoản rất thấp rồi như vậy sự khác biệt như ở đây mình cũng nói mọi người rất nhiều lần rồi ha có nghĩa là uh, khi mà thanh khoản tổng cái quá trình thanh khoản của hôm nay là bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi VinHome và và STB đúng không À, là hai cái nhóm là hai cái mã giảm mạnh nhất và thanh khoản nhiều nhất. Cho nên là gì à cả VN hôm nay uh, thanh khoản vẫn thấp hơn trung bình 20 ngày. Cho nên là gì các mã bị giảm mạnh hôm nay phần lớn đều là giảm với thanh khoản thấp cả. ha. Như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi khi mà thanh khoản thị trường thấp thì chúng ta không có một quá trình phân phối gì hết á không có quá trình mà tiền lớn à, bán tháo cổ phiếu cho tiền nhỏ gì ở đây hết bởi vì sao bởi vì khi mà tiền lớn mà có muốn bán cổ phiếu á thì cái thanh khoản nó sẽ rất là tăng à, anh chị em có thể xem là cái clip về phiên phân phối hôm qua mình có chia sẻ là phân phối là như thế nào đúng không là tiền lớn sẽ bán với số lượng lớn cổ phiếu mình sở hữu nhưng ở với mức giá cao do đó ví dụ như họ muốn bán 10 triệu cổ thì ngày hôm đó là họ phải giao dịch tới 20 triệu cổ đúng không có nghĩa là gì mười là uh, trong đó là gì có một số uh, số dùng để kéo uh, kéo bán xong rồi kéo bé cái bé xong rồi kéo như vậy là gì cái giá của cái phiên của cổ của, cổ của, của phiếu của phiên đó nó không giảm nhiều nhưng thanh khoản tăng đột biến thì ở đây không có cố trình đó thì đối với mình tiền uh, cổ phiếu vẫn đang nằm ở trong uh, tiền lớn và tiền lớn cũng là là chỗ mà đang có cái tỷ lệ margin nhiều nhất, ha. Do đó chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi, ha. Và à, kiên nhẫn chờ đợi đến hết tháng 10, đúng không? Rồi anh chị em cũng có thể nhìn ở đây trong nhóm uh, Mid Cap, ha. Trong nhóm Mid Cap, à, xin lỗi, à, nhóm Mid Cap đây chúng ta có hai cái app này rất là hay, anh chị em có thể cài để theo dõi rất là tốt luôn. và ni Mid đây, chúng ta có nhóm Mid Cap. Thì như vậy nhóm Mid Cap giảm mạnh nhất là MSB, FTS, đúng không? Ở cái ASM Dabico ở chiều tăng thì cũng có SBT, KDH, uh, thép HSG, đúng không? HSG hôm nay thì cũng có cái uh, diễn biến cũng khá là hấp dẫn, đúng không? Đây, anh chị em thấy ha, hôm nay vùng uh, HSG cũng uh, tăng khá là rõ ha, ok? Và HSG cũng dần dần sắp hoàn thành quá trình cân bằng uh, khung ngày đấy số 2, đúng không? Đáy số 2. Rồi. À, còn lại thì uh, như vậy anh chị em thấy cái nhóm mà nhóm bất động sản ha vn real này nhóm bất động sản thì vẫn uh, vẫn trụ khá là ok uh rồi Novaland 1% Nam Long 1% PDR 1% ha rõ ràng là bất động sản trụ rất ok sau sau một cái phiên tăng thì bây giờ những cái giá này vẫn rất là ổn ha ví dụ như là Nam Long nè anh chị em thấy Nam Long nè sau khi hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày thì hiện tại nó vẫn trụ khá là tốt đúng không ha nó vẫn là hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày vẫn trụ rất là bình thường luôn ha. ok thì đó là cái một số cái chia sẻ với anh chị em đúng không À, một phiên giảm uh, này uh, trên cái khung ngắn hạn mình cũng đã chia sẻ rồi những cái hỗ trợ ngắn hạn gì đó, đối với hành động rủ bỏ thì thì uh, tiền lớn sẽ đạp cho thủng hết anh chị em lấy những cái hỗ trợ ngắn hạn ra thì sẽ rất là khó trụ được trong dịp này cái quan trọng là chúng ta nhìn. nhìn cái diễn biến của giá và khối lượng đúng không kèm theo gì anh chị em kèm theo là À, cái tính chu kỳ có nghĩa là à, phải nhìn được vần ni ở trên khung tháng thì khi đó anh chị em cũng sẽ à, có cái 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 nhìn nó rộng hơn. Đúng không? Và những cái gì mà à, mình đã chuẩn bị cho anh chị em về cái quá trình chu kỳ thì mình nghĩ nó vẫn vẫn rất là bình thường, vẫn rất là ổn vấn đề gì cả. Ha, à, ngày mai chúng ta sẽ có kết quả kết tuần đúng không? Và cái mà chúng ta chờ đợi nó là kết tháng 10 à, xong hết tất cả những cái báo cáo tài chính à, cho nó ổn định lại hết tất cả mọi thứ hành động rũ bỏ. À, xong hết thì ok khi đó à, thị trường sẽ à, rất có khả năng sẽ có câu trả lời đúng không? cho có 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 chỉnh vào sóng về tiền lớn họ họ cũng sẽ tiền lớn họ cũng sẽ chịu áp lực y như tiền nhỏ đúng không? khi mà thời gian tích lũy rất là lâu và cũng như là gì phải chịu áp lực từ margin rất là rất là lớn đúng không? mọi người thấy làm gì có chút lời, làm gì có phân phối, làm gì có trao tay, Chả có cái gì ở đây cả ha và tất cả là điều là gì chờ năm thứ hai của chu kỳ chu kỳ tăng giống như à, giống như là chu kỳ trước anh và em thấy không chu kỳ trước thì sau đó sau quá trình tích lũy thì cái đoạn cuối thì nó sẽ chạy nước rút rất là rất là kinh ha ok đó là những cái gì mình chia sẻ với mọi người ha còn hỏi là khi nào mà rủ bò sẽ xong thì thực tế không biết ha thực tế không biết được nhưng anh chị em cứ yên tâm là gì là tiền lớn biết là tiền nhỏ đang sở hữu như thế nào ha còn đây là nghiệp vụ công ty chứng khoán họ đều biết, đều biết hết biết hết và đến khi nào là đủ đến khi nào là rủ bỏ đủ thì khi đó À, chỉ có tiền lớn mới biết Chúng ta không biết được Nhưng chắc chắn Mọi người phải hình dung được là gì Cả tiền lớn và tiền nhỏ Đều đang chịu áp lực Về thời gian như nhau hết Đúng không Nên cùng cùng cố gắng ha Cùng cố gắng kiên nhẫn Chờ đợi đến Đến cuối à, Đến đầu tháng 11 ha Như là cái à, à, Như là con sóng đầu tiên à, Như là con sóng của Năm thứ nhất Cũng rơi vào tháng 11 Năm à, 2023 Anh chị em cũng thấy ha Tháng 10 Sau tháng 10 là Tháng 11 Năm 2023 là đây Đây Đúng không? có một cái con sóng 1 2 3 4 5 5 tháng sau đó là tích lũy 8 tháng và chúng ta đang kiên nhẫn chờ đợi năm thứ 2 của của sóng tăng. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.